cố ngoài ý muốn. Một cái chuồng bị hở ra. Thắng chui ở giỏng đi. Thắng chui ở giỏng đi, mở xéo xéo, thắng chui ở giỏng đi. Rồi thắng vô đi. Cái cửa bung ra hả? Thắng chui vô đi rồi. Mấy ăn con hả? Không, đúng không, còn bên này mới nóng chờ. Dính rồi, bây giờ vô. Rồi bắt vô được hết rồi phải không? Xong rồi phải không?